Cảm ơn tất cả quý vị vẫn giữ làn sóng của đài truyền hình SGN 51.3. Đây là chương trình Sức khỏe tâm thần, và hôm nay Thúy sẽ cùng với lại bác sĩ Hải Lê và bác sĩ Trần Văn Thọ nói về những cái cách mà những người mà nói chung là bị những cái lo âu, lo lắng, bị buồn rầu có thể tự làm để mà tự giúp bản thân của mình. Không nhất thiết là phải nói là những người đó bị bệnh, những người đó có đây có thể là những cái lo âu mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thôi. Và nhiều khi nó cũng làm ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống và cái quan hệ của mỗi người xung quanh của mình. Thì trước khi qua thông tin thương mại, hồi nãy Thúy sẽ có nhắc tới một cái thí dụ của một người bệnh nhân mà gần đây Thúy sẽ gặp phải, và bác sĩ Thọ, bác sĩ Hải có đưa một vài cái ý kiến. Thì Thúy sẽ muốn hỏi thêm, có những cách gì khác mà cái cô này, cái người bệnh nhân của Thúy sẽ có thể làm để mà giảm được cái sự lo âu, lo lắng của cô ta? Cái cô này có thể là làm thêm với mình là hồi xưa minimize stress, mình việc làm có thể là bớt lại vài tiếng, thế là couple shift, hay là nếu mà thấy lớp là 3-4 lớp thì có thể là bớt lại 2-3 lớp cũng được. Cái có thể là thời gian thì gấp một xí, thế là làm thêm cái interest, cái hobbies, cái việc mà mình vui tươi, cho giúp cho mình bản thân mình, đầu óc mình vui vẻ mà vui tươi. Tại cái người mình là cái não mình mà làm nhiều quá, với lại under stress, đi học không có việc làm mà vui tươi, thì là đi chơi thì vui vẻ, là có thể sau ngày cũng gây là thêm chịu chút nhiều hơn. Nó dễ nuối thì dễ mà làm thì khó, tại mình biết là một bệnh nhân thì là cái cô này đang là nhiều khi là vẫn cần làm về tiếng, thì có đủ tiền với trả tiền bill với lại tiền sập manh, thì là vân vân, chỉ là nhiều khi cũng khó có thời giờ đi chơi với bạn bè, thì là làm đi chơi cái vui tươi, cái hobby mà nhiều khi là giật nhẹ thấy mới là go to away, thì là đi qua movie, mấy việc mà không cần tiền nhiều, có thể là giúp cho mình bản thân mình vui hơn, vui tươi hơn. Với lại nhiều khi cái việc ai cũng có gia đình, thế là việc làm, thế là học, cái stress hết, mình nghĩ lại cái balance, mình nghĩ mấy cái khả năng mà hắn làm cho mình lo âu nhiều, thế là buồn phiền vào, mình tránh né mấy cái stress này. Với lại thế là mình balance mấy cái hobby giúp hơn nhiều hơn. Còn cả một cái thứ hai nữa là giống kiểu khi mình suy nghĩ đó, cái cô này nói rất là nhiều việc trong tương lai mà mình không có biết được là cái khả năng cái này có thể giải quyết được hay không, hay không giải quyết được, vì là tháng 9, tháng 10 hoặc là những cái khi mình nhập học đó, thì đang là mùa hè mình đi làm phải không? Đó, thì mình phải phân ra cái đó, mình nên suy nghĩ rằng là cái này có thể giải quyết được hiện tại hay không, hay là không giải quyết được. Tại vì khi mà cái người lâu lo lắng là họ có cái suy nghĩ rằng là càng lâu lo lắng chừng nào là mình có thể tìm ra được một cái cách, một cái giải quyết, một cái hướng giải pháp nào đó, đó không? Nhưng mà có những chuyện nó đâu phải có tính từ thời gian của nó. Giống thể mình là mùa hè mà suy nghĩ mùa đông thì hơi khó phải không? Bác sĩ Hải nói vậy chứ Thùy sợ đi mua quần áo sale để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới mà đâu phải. cái đó là một hướng giải quyết thực sự, vì những khi mình lại save tiền bạc thì người ta đỡ lo lắng bởi cái chuyện thiếu tiền phải không? Hả? Thì còn như khi có nhiều chuyện khác mình không có được may mắn như nữa. Còn cái thứ hai nữa đó là khi mà có những chuyện mình phải gọi là tiếng Việt gọi là radical acceptance, tức là mình phải chấp nhận cái thực tế nó vậy. Đó, mình không thể có thay đổi được cái thực tế. Đó, thành ra mình chấp nhận nhưng không có nghĩa rằng là mình gọi là mình đồng ý theo với nó. Đó, mình cứ đại tập, tức là mình gọi là ok, hiện tại gì mình không thể thay đổi được. Đó, khi nào mình có hướng giải quyết thì mình giải quyết, phải không? Mấy bác sĩ nói, bác Hải nó bắt đúng với mình, nhiều người bệnh nhân thấy lo, họ lo lao dài nhiều quá. Mấy bác sĩ thổi mình trừ chưa có vợ, từ nhiều khi lo hồn có gì có vợ mà nó việc nó mình đã có biết được đâu, như chi là cũng bác sĩ thọ nhiều, một ngày đi làm là nghỉ về thằng ngày thôi, không có lo lâu dài quá, nên vào bệnh này không biết ăn gì nữa, nhiều khi là lo hiện tại bây giờ thôi, thì nó là việc làm sao mà tốt ngày nay thôi. Chỉ là cũng thấy là cũng cái kết quả, tại nhiều khi bác sĩ thọ mà lo lại dài nhiều quá cũng không có tốt nhiều. Cái điều quan trọng nhất mà bác sĩ Thọ mới vừa nhắc tới đó, mà Thùy Sơn muốn
nhấn mạnh cho tất cả quý vị khán giả là bác sĩ Thọ chưa có vợ. Cái này cũng lo không? Dạ, cũng có những cái này, ví dụ như là mình có tấm đạo Phật họ cũng có gọi là khái niệm chánh niệm là mindfulness đó. Đó thì tâm chỗ tâm lý học người ta cũng có mượn cái khái niệm này là mindfulness, tức là như bác sĩ Thọ nói đó, là mình chỉ về thực tại, mình nó sống với thực tại, mình đừng có nghĩ quá nhiều về cái về tương lai quá. Đó, tương lai thì mình có lúc là mình suy nghĩ nhưng mà phải có cái giờ của nó thôi. Đó, chứ còn không thể nào mà suy nghĩ về tương lai hoài mãi được. Còn những cái mà chúng ta nghe rất là thường mà chắc là ai cũng nghe rồi, như là tập thể dục, ăn uống điều độ vân vân, những cái đó nó có thể gì giúp cho cái cảm xúc, cái tình trạng, cái sự suy nghĩ của mình hay không? Dạ, cái đó thì về lâu về dài rất là tốt. Cái nào mà routine, cuộc sống mà có một cái gọi là một cái structure của nó, tức là có một cái định hướng, có một cái kế hoạch của nó, thì có như chuyện là rất là giảm bớt những cái mà lo lắng đó rất là nhiều. Ví dụ như là nếu như mà mình chẳng hạn việc tiền bạc nên credit card chẳng hạn đó, nếu như mà mình có một cái routine structure, mình tháng này thì mình trả đúng hàng chẳng hạn, mình budgeting chẳng hạn, mình không có tiêu quá chẳng hạn đó, thì những cái routine structure trong cuộc sống đó, thì nó rất là giúp ích nhiều về mặt sức khỏe tâm thần nói chung, chứ không phải là chỉ là về lâu lo lắng. Như lại nói thêm nữa, ai cũng bận rộn hết, có việc làm, có gia đình, có con cái lo, nhiều khi họ không có thì giờ tập dập cho thôi, nhưng mà 30 phút một ngày mà tuần 3 lần cũng có thể cái kết quả giúp cho bớt lo âu, bớt cái phiền vào bằng bằng. Cái này cái quan trọng là mình thấy là cái điều đặn đó, đó. Mình tập 1-2 ngày rất là dễ, đó, mà người ta hơn nhau là cái điều đặn. Đó, như khi mình nói về rất là dễ, nhưng mình trong cuộc sống mình làm một tuần chẳng hạn, một tuần sau thì mệt quá thôi đi làm về ngủ cái đã, phải không? Đó, thì cái này chắc là quý khán giả cũng nghe cũng biết rồi, nhưng cũng phải là cao siêu gì đó, nhưng mà cái này là nó thiên về gọi là skill, tức là kỹ năng hoặc là những cái thói quen. Đó, mà thói quen thì phải tập. Khi mà một người bệnh nhân mà bước vào phòng mạch của hai bác sĩ, mà mình đã khuyên những cái việc này rồi, khuyên là những cái mình nên tập những cái kỹ năng, những cái coping skills này rồi, mà người ta cứ một mực người ta khác nói là không được, tại vì người ta chưa anxious, người ta lo quá, người ta không có thể nào mà kiềm chế cái sự lo âu để mà tập những cái này được, thì trong những cái trường hợp đó mình phải làm như thế nào? Thì thường nếu mà họ triệu chứng mà lo âu mà quắc nạn, họ không có làm cái tâm lắm trị liệu, thế là cái coping skill họ nói là thường là thuốc nó giúp nhiều hơn, nên chỉ nhiều khi thuốc chưa kết quả là chưa đúng đâu, nên chỉ là mình bác sĩ là còn khuyên họ tiếp tục uống, với lại nhiều khi là cái thời gian chưa đúng, thường là mấy cái thuốc này là 2 tuần tới 4 tuần mới có kết quả, nhiều khi là cái đô chưa đúng độ, nên chỉ là thường nếu mà có kết quả hắn giảm được cái lo âu này, cái triệu chứng này bớt cái số nặng này, hồi đó họ với có thể là có sức họ làm được cái tâm lý trị liệu này, nhưng mà bác sĩ mình cũng khuyên họ lắng tiếp tục uống thêm cái thuốc này, nhiều khi họ thấy ồ tôi uống 1-2 tuần không có kết quả thì tôi cũng muốn nữa, nên thì là cái nó là rất là too premature, chưa nhiều cái thuốc là chưa có thể giúp họ được, thì họ bỏ cuộc sớm quá. Có nhiều người, nhất là trong cái chuyện tình trạng của cái người bệnh nhân mà Thủy Sơn mới kể hồi nãy đó, khi mà cái lo lắng nó quá mức như vậy, hoặc là trong những cái lúc mà họ panicky, trong cái cơn mà họ hoảng lên đó, có nhiều khi họ cảm thấy như là họ không có thể nào mà tiếp tục như vậy nữa. Như người cô bệnh nhân của Thủy Sơn cổ nói là không phải là cổ muốn tự tử, không phải là cổ muốn chết, nhưng mà cổ cảm giác như nó too much, nó too overwhelming, nó quá, nó quá nổi. không có thể nào mà chịu nổi nữa. Và có nhiều người, trường hợp của cô này thì cô không muốn tự tử, nhưng mà có một số người mà họ cảm thấy nó quá với cái mức của họ, mà họ có nghĩ tới cái việc mà tự tử để mà họ không có phải đối phó, không phải đối đầu với những cái việc này nữa. Nếu như mà một người mà có ý định tự tử, hoặc là ít ra chỉ có cái suy nghĩ thôi, không có ý định mà chỉ là cái suy nghĩ thôi, thì cái approach, cái cách của mình deal với cái người đó, làm việc với người đó nó có khác gì hay không? Xin quý vị vẫn giữ làn sóng của đài, và chúng tôi sẽ trở lại sau một vài giây phút thông tin từ mạch. Vì overwhelming stress, rồi họ nghĩ là không có thể nào là tôi giải quyết được cái situation này, không có thể nào là kết quả được tốt hơn đấy. Thì họ đó họ ý nghĩ đồ tôi tự tử cho lò đi,
sống làm gì nữa. Tôi chịu không nổi nên là chỉ là đây là hết cách rồi. Đó, người ta chỉ nói về thôi, nó không có rõ ràng. Thành ra nó cũng khó để mà tạo ra cái cho người nghe họ hiểu đến cái mức độ nghiêm trọng nó ra làm sao.